Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng 2 năm 2013 của VTV Phú Yên, Đài truyền hình Việt Nam. Mở đầu với những tin tức diễn ra vào sáng nay. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì hội nghị. Tại kỳ họp thứ tư vừa qua, Quốc hội khóa 13 đã ban hành 7 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực lập hiến, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Các nghị quyết của Quốc hội đã đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải thực hiện trong năm nay và những năm tiếp theo. Đồng thời, các nghị quyết cũng đặt ra trách nhiệm đối với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết. Ngay sau khi các nghị quyết có hiệu lực thi hành, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu các đoàn đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan, theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình đã chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết này. Trong nghị quyết số 17 vừa ban hành thì Chính phủ đã chỉ đạo phải thực hiện tăng dư nợ tín dụng ngay từ đầu năm, đồng thời yêu cầu các bộ ngành chức năng phải ổn định thị trường tài chính tiền tệ, ngăn chặn việc chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể là Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh mặt bằng lãi suất phù hợp và thực hiện việc tăng dư nợ tín dụng ngay từ đầu năm hướng tới mục tiêu là cả năm, nhưng không dồn vào một thời điểm. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, tập trung chỉ đạo xử lý dư nợ xấu tại các tổ chức tín dụng đã có đủ điều kiện xử lý. Chính phủ cũng giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý để ngăn chặn và xử lý việc chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nghiên cứu phương án thuê tổ chức kiểm toán có uy tín của nước ngoài trong trường hợp cần thiết. Theo Tổng cục Thống kê, thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội trong tháng 1 vừa qua đạt 209.526 tỷ đồng, tăng 2,15% so với tháng trước. Trong đó, thì mức tăng chủ yếu tập trung vào nhóm hàng thương nghiệp, các khách sạn, nhà hàng do nhu cầu hàng Tết và liên hoan cuối năm bắt đầu tăng. So với cùng kỳ năm ngoái, thì tổng mức bán lẻ trong tháng 1 chỉ tăng 8,11%. Đây là mức tăng khá thấp. Do dịp tiêu dùng cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Thìn hoàn toàn trong tháng 1, trong khi năm nay thì dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Tỵ tập trung vào tháng 2. Giá cả hàng hóa tiêu dùng nói chung không có sự chênh lệch lớn so với cùng kỳ năm trước. Dự báo trong thời gian tới, các mặt hàng thiết yếu thị trường trong nước sẽ sôi động do các hoạt động mua sắm Tết, ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu của chỉ số giá tiêu dùng của tháng 2. Đồng thời, nếu các địa phương tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong thời gian trước và sau Tết, thì chỉ số giá tiêu dùng cũng sẽ tiếp tục tăng cao. Khi Tết chỉ còn tính bằng ngày, thì hiện nay tại nhiều địa phương, mặt hàng thịt heo đã rục rịch tăng giá, nhiều khả năng sẽ còn biến động trong những ngày giáp Tết. Chuyện sốt giá nhiều mặt hàng thực phẩm trong những ngày này không phải là điều bất ngờ đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều đáng nói là đằng sau việc tăng giá các mặt hàng, thực phẩm thì có hay không chuyện làm giá. Thực tế tại nhiều chợ ở Khánh Hòa cho thấy là giá thịt heo tăng không phải là do khan hiếm nguồn hàng, mà chủ yếu là do chuyện làm giá ở khâu trung gian trong chuỗi đưa thực phẩm từ sản xuất ra thị trường. So với trước 20 tháng Chạp, ở nhiều chợ tại Khánh Hòa, hiện tại giá thịt lợn đã tăng thêm 5.000 đồng một kg. Đà tăng giá này cứ tiếp tục nhích lên cho đến phiên chợ cuối năm. Nhiều tiểu thương cũng đưa ra dự báo, so với ngày bình thường, giá thịt lợn sẽ tăng thêm 50.000 đồng một kg vào những ngày giáp Tết. Áp lực tăng giá khiến cho bất cứ người tiêu dùng nào cũng lo lắng và không thể không thắc mắc vì đâu mà giá nhiều mặt hàng thực phẩm, nhất là thịt lợn lại tăng giá cuối năm như đó là quy luật của thị trường. Chi cục Thú y Khánh Hòa khẳng định, lượng cung thịt gia súc gia cầm trên thị trường là hoàn toàn đảm bảo bởi dịch bệnh trên gia súc gia cầm ở tỉnh này đã khống chế từ nhiều tháng trước và giá thịt lợn tăng hoàn toàn không phải do khan hiếm nguồn cung. Theo đánh giá của cục chăn nuôi và cục thú y trên địa bàn cả nước thì đàn gia súc có giảm nhưng mà vẫn đủ cái lượng để cung cấp. Riêng đối với địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì lượng thực phẩm để cung cấp ngoài cái hệ thống chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán trong dân thì có hệ thống CP, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cung ứng ra cái nguồn heo và nguồn gà tương đối phục lớn để đảm bảo được cái cung ứng trên thị trường.
Thông tin về khả năng cân đối cung cầu tiếp tục được các đầu mối cung ứng thịt lợn ở Khánh Hòa khẳng định. Trên 100.000 con lợn ở vùng chăn nuôi Khánh Hòa, hoàn toàn đủ cung ứng cho thị trường tiêu dùng, được xem là có sức mua khá mạnh này. Vì vậy, lý giải cho việc tăng giá, các tiểu thương ở chợ cho rằng xuất phát từ hai nguyên nhân. Một là tâm lý tiêu dùng ngày giáp Tết, và thứ đến là hiện tượng làm giá ở những điểm cung ứng thịt lợn ra bán lẻ. Nó tăng từ ở lò, tăng ngay ở lò mổ chứ không phải là tăng ở các chị bán lẻ. Đại khái là có những lúc có khi là ở chợ này đùi bán 150, nhưng mà có chợ kia bán 120 hoặc là có chợ bán 130. Nó tùy theo cái mức mua của từng chợ nữa. Con đường từ vùng chăn nuôi đến khi có được thịt lợn vào tay người tiêu dùng là cả một chặng đường dài với nhiều người trung gian. Cứ qua một khâu trung gian, giá lại đội lên. Biểu hiện rõ nhất là ở các chủ lò giết mổ lợn. Mỗi ngày, trước khi phân phối thịt lợn cho những người bán lẻ, các chủ lò lại tự điều chỉnh mức giá bán sỉ. Việc điều chỉnh này không dựa theo giá lợn hơi ở vùng chăn nuôi, mà theo cảm tính sức mua nhanh hay chậm trên thị trường. Mua dê, mình mua heo của chủ lò thì nó làm ra nó đấu giá, nó bán giá kẻ, ví dụ như là hút heo thì nó bán lên. Ví dụ mà lỡ là bữa nay nó làm heo dư thì nó bỏ rẻ lại một chút. Chứ còn vé của chủ lò nó nắm chứ mình người mua mình nắm vé không có được. Nói chung thì chủ lò nó phải đưa ra vé thì mình mới lên được. Chứ còn nếu mình mua cái vé bình thường như mọi ngày thì mình cũng bán cái vé bình thường, không lên được. Như vậy, hiện tượng làm giá đối với một số mặt hàng thực phẩm được gọi là mặt hàng nóng trong ngày Tết là hoàn toàn có thật. Cái khó về mặt quản lý là chuyện tăng giá này mang tính nhất thời, không đồng đều cho các chợ. Thậm chí, một mặt hàng trong cùng một chợ cũng có nhiều giá, và trong một ngày lại có nhiều mức giá khác nhau. Tất cả đều đổ lỗi cho chợ cuối năm, do Tết. Nhưng đằng sau đó lại là hiện tượng làm giá rất khó kiểm soát. Danh mục phụ gia thực phẩm vừa được Bộ Y tế công bố có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 vừa qua đã bổ sung 125 loại phụ gia mới. Số phụ gia bổ sung và danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm lên 400 loại. Trong số những loại phụ gia mới được đưa vào danh sách được phép có những loại phụ gia vốn bị cấm nghiêm ngặt như là chất tạo ngọt hóa học, cyclamate, nhiều loại chất điều vị và phẩm màu mới. Điều này đã tạo thêm nhiều cơ hội cho các cơ sở sản xuất thực phẩm, bởi trước đây thực phẩm chứa phụ gia ngoài danh mục thuộc nhóm hàng bẩn bị buộc phải tiêu hủy vì thì nay được sử dụng, tất nhiên là phải tuân theo hàm lượng cho phép. Tuy nhiên, đại diện của Cục An toàn Thực phẩm cho hay là đang có một bất cập xảy ra với danh mục phụ gia mới. Cụ thể là những hóa chất dùng làm phụ gia thực phẩm vốn kinh doanh theo luật hóa chất, có giấy phép kinh doanh sản xuất nhập khẩu hợp pháp là cơ sở được bán hàng nên rất khó kiểm soát khi mà hóa chất được mua để làm phụ gia thực phẩm. Phọc môn vốn được dùng nhiều trong y học, nhưng mà khi trong đoàn kiểm tra vừa qua thì đã phát hiện là có cả phọc môn trong gạo xay nhằm mục đích là tăng tỷ lệ nở và kéo dài thời gian bảo quản. Sau 5 ngày xét xử công khai và 2 ngày nghị án thì sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn đã tiến hành tuyên án. 22 bị cáo đều có mặt tại phiên tòa. Xem xét tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử kết luận việc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố 22 bị cáo về tội phản động lật đổ chính quyền là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến sự tồn tại của chính quyền nhân dân, xâm phạm thành quả cách mạng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét thấy quá trình xét xử tại tòa, các bị cáo đều nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Căn cứ trên cơ sở, đề nghị mức hình phạt của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định áp dụng hình phạt chung thân đối với bị cáo Trần Công, tức Phan Văn Thu, là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án. 17 năm tù được áp dụng đối với bị cáo Vương Tấn Sơn và Lê Duy Lộc. Các bị cáo Võ Thành Lê, Nguyễn Kỳ Lạc, Võ Ngọc Cư, Tạ Khu, Đoàn Đình Nam, Từ Thiện Lương, Võ Tiết nhận mức án 16 năm tù giam. 14 năm tù giam được áp dụng với bị cáo Nguyễn Dinh, Đoàn Văn Cư, Phan Thanh Ý. Hai bị cáo Đỗ Thị Hồng và Trần Phi Dung chịu mức án 13 năm tù giam. 5 bị cáo Lê Trọng Cư, Trần Quân, Lê Đức Động, Nguyễn Thái Bình, Lương Nhật Quang lãnh án 12 năm tù giam. Riêng mức bị cáo Lê Phúc mức án 15 năm tù giam và bị cáo Phan Thanh Tường mức án 10 năm tù giam. Các mức án phạt này đều thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ngoại trừ bị cáo Trần Công. Đến với những tin tức về an toàn giao thông.
Hàng năm, tai nạn giao thông trong dịp cuối năm thường xuyên tăng cao. Thực tế, vào những ngày giáp Tết thì theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông thường tăng từ 40 đến 50% so với ngày thường. Số người chết vì tai nạn giao thông trong những ngày này cũng ở mức là 27 đến 28 người. Đến thời điểm này, khi hành khách bắt đầu rời các tỉnh, thành phố lớn về quê ăn Tết thì các địa phương cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết. Các tổ liên ngành gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, ban quản lý bến xe kiểm tra chặt chẽ cơ xe chở khách trước khi xuất bến nhằm đảm bảo phương tiện an toàn, những xe hết thời hạn lưu hành không cho xuất bến và 100% lái xe xuất bến phải được kiểm tra nồng độ cồn. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng lập các trạm kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường, tập trung vào việc ngăn chặn tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, lấn tuyến, việc dừng đón trả khách không đúng nơi cho phép, chở quá số người quy định. Những xe vi phạm chở quá số người quy định cũng sẽ bị cấm lưu thông. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thì tình hình tai nạn giao thông chung trong năm ngoái đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm thì số vụ tai nạn giao thông lại có xu hướng gia tăng, tháng sau luôn cao hơn năm trước. Tháng trước và tháng 1 vừa qua thì cũng nằm trong diễn biến này. Do đó mà để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết này, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều tổ đội liên tục tuần tra ở những tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là quốc lộ 1, tuyến đường huyết mạch của cả nước. Nằm giữa khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nếu tính từ các bến xe của thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành miền Trung hoặc các tỉnh thành phía Bắc thì khi đến địa bàn tỉnh Phú Yên đã hơn 500 km. Với chiều dài như vậy, trong khi đó, hạ tầng giao thông ở nhiều nơi bị xuống cấp như hiện nay, thì không chỉ hành khách trên xe mệt mỏi, mà các tài xế cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đây cũng là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông ở cung đường này. Vì thế, dừng xe để kiểm tra hành trình của phương tiện cũng như độ tỉnh táo của tài xế là điều cần thiết để hạn chế tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, thì lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã tăng cường lực lượng phương tiện, tăng ca kíp và thường xuyên cái mặt trên đường để tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các cái lỗi vi phạm để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, phục vụ cho cái việc đi lại của cán bộ, của nhân dân vui xuân đón Tết. Thời điểm giáp Tết là mùa ăn nên làm ra của các nhà xe nên các phương tiện thường chở quá khổ, quá tải và quá số người quy định. Lẽ đương nhiên, khi lưu thông trên đường, tài xế cũng chạy nhanh hơn để được nhiều chuyến hơn. Nắm bắt được quy luật này, song song với việc bắn tốc độ để làm căn cứ xử lý, việc kiểm đếm hành khách trên xe cũng được các cơ quan chức năng tiến hành. Điều này phần nào đã hạn chế được tình trạng xe chở quá khổ, quá tải. Vô đi từ bến xe miền Đông, miền đến bến xe Quảng Ngãi, không có trở ngại gì hết. Có cái hiện tượng bến xe ép khách gì không? Không, không có gì hết. Năm nay thì Tết thì cũng thì lượng khách thì cũng có, nhưng mà do cái mức phạt cao quá, chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành là chở vừa đủ, và đi trên đường thì chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, nghiêm không vượt và ẩu và không chạy đúng phần đường của quy định trong luật. Theo nghị định 71 của chính phủ và nghị định 34 của chính phủ sửa đổi, đối với phương tiện vận tải hành khách có lộ trình trên 300 km, khi chở quá số người quy định sẽ bị xử phạt hành chính đến 900.000 đồng một hành khách bị vượt. Nếu xe chở vượt số lượng lớn, ngoài việc nhân số tiền xử phạt hành chính theo số hành khách bị vượt, còn phải bắt buộc hạ tải. Thế nhưng vào thời điểm giáp Tết và sau Tết, phần lớn các nhà xe đều hoạt động hết công suất, nên việc tìm phương tiện để hạ tải là hết sức khó khăn. Vì thế, lỗi chở quá số người quy định thường bị các cơ quan chức năng bỏ qua. Liệu trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm nay tình trạng có lặp lại? Đối với cái hoạt động này đó, thì lực lượng liên ngành sẽ có cái biện pháp và huy động kịp thời các cái phương tiện khác để thay thế. Và hiện nay đó, cái liên ngành của tỉnh đó, thì đã có chuẩn bị một số phương tiện dự phòng, nhất là huy động các cái phương tiện của các cái doanh nghiệp. Để phục vụ cho cái việc mà nếu như có yêu cầu sang khách thì sẽ đưa khách về tới cái bến xe cuối cùng. Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng hiện nay chỉ mới bắt đầu cao điểm mà công nhân lao động ở các tỉnh thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương về quê ăn Tết rất đông. Do đó, công tác tuần tra kiểm soát giao thông 24 trên 24 giờ ở các tuyến đường để ngăn chặn tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định cần được thực hiện liên tục.
quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 2 của VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt. Sau đây là dự báo thời tiết trong ngày. Thank you.